À, vâng, Xuất Tuấn Lan lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đĩa bẫy cuốc đa đa bìm bìm chồn đèn. Thì hôm nay lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một cái bộ thòng hàng cao cấp hợp túi tiền cho anh em chơi giải trí văn nghệ nhé. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch của shop. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo 3 số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em này chuyên cung cấp tất cả các dòng mẹt đa năng cũng như là thòng bẫy. Đấy. À, dòng âm thanh loa đài, bẫy chim, bẫy chồn, bẫy cuốc, bẫy mèo đều đủ đầy đủ hết luôn nhá. Thì hôm nay giới thiệu chi tiết các bác cái bộ thòng viên bản mới nhất của 2021. Mẫu thòng này thì như có thấy là chất liệu 100% là bằng dây cước Nhật luôn nhá. Đấy, dây cước Nhật đan 4. Đấy, sợi đan 4 luôn nhá. Đấy, rất hàng cao cấp. Cái này thì chống nhảy, đấy, chống nhảy qua. Đấy, hàng cao cấp luôn luôn nhá. Đấy, thì nó sẽ có vòm trên này. Thì các bác cắm xuống nó sẽ không nhảy được qua, nó chỉ có cách là chui thôi. Đấy, nên anh em yên tâm đi, cái mẫu này thì đánh hiệu quả hơn là cái mẫu hàng phổ thông, hàng là hàng cao cấp hơn luôn nhá, giá tiền sẽ đắt hơn. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm về sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng. Một bộ này gồm có 10 khung thôi nha em nhá. Đấy, 10 khung và giá của sản phẩm thì như có thấy là một bộ 10 khung và cước là cước Nhật. Đấy, đan 4 cước Nhật màu xanh. Đấy, giá thì nó sẽ đắt hơn cái bộ kia. Khuyên inox. Đấy, và buộc dây dù siêu bền. Đấy các bác nhá. Đấy, mẫu này thì vòng tròn, một bộ của nó 10 khung, mỗi khung là 5 thòng. 1 2 3 4 5 các bác nhá. Đấy, nên anh em yên tâm. Số lượng thì rất là nhiều để phục vụ nha. Đấy, hàng cao cấp các bác nhá. Đấy. Thì các bác có thể mua 5 khung hay là mua 6 khung, bên em bán lẻ bán xỉ hết các bác nhá. Giá cực hợp lý cho anh em. Đấy, hàng này chống nhảy qua. Đấy, nên là các bác nào đang quan tâm về sản phẩm này thì có thể liên hệ với em. Đấy, hàng đặt đó nhá. Hàng cao cấp rất là đẹp. Phục vụ anh em trên mọi miền Tổ quốc, ship COD toàn quốc. Anh em nhận hàng trả tiền. Chiều cao đó nhá. Đây, chiều cao của nó là 35. 30. Thì nó chỉ hơn cái này thôi. Đấy, cái vòm này thôi. Để con chồn, con cáo không nhảy qua được. Con bịp, con cuốc đều bẫy được hết luôn nha. Đấy, thòng đa năng, đánh được tất cả mọi địa hình. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm về sản phẩm này thì có thể liên hệ bên em để đặt hàng. Bên em sẽ ship hàng cho bác tận nhà. Anh em nhận hàng, kiểm tra đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền. Em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.